Vâng, xin chào các anh chị đã đến với tiểu vũ Nguyễn Hồng ạ. Vâng, sáng hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các anh chị một tác phẩm về chế tác trên chất gỗ bách xanh anh chị nhé. Vâng, tác phẩm Mạnh Nhất Long Vườn Ngọc, chế tác trên chất gỗ bách xanh Mộc Châu ạ. Vẫn còn rất là thơm anh chị nhé. Và bên em vừa mới BO xong tác phẩm này, vì lý do là đáng lý là đã xong từ ngày vài ngày trước rồi, nhưng mà do trời thời tiết ở ngoài Bắc nó mưa quá nên là rất là khó có thể sơn được. Thì hôm nay bên em vừa sơn xong và vừa mang về để giới thiệu với các anh chị tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc nha. Đục kỹ sắc nét đến từng chi tiết một luôn anh chị ạ. Đây các anh chị đã nhìn kỹ đây, cái thần thái của chú rồng đây ạ, rất là đẹp nha anh chị nha. Đục rất là kỹ lưỡng rồi. Các anh chị xem đây, từng cái vảy trên khuôn mặt này đây, làm rất là kỹ, rất là tinh bong luôn, từng cái gai này anh chị này. Đây, em sẽ quay xuống dưới để cho các anh chị có nhìn thấy được cái gai đục kênh lên này anh chị này. Đây, cái rau này rất là căng bông luôn, sắc nét lên từng chi tiết một luôn nha anh chị nhá, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Từng cái rau đây rất là kỹ càng, làm rất là kỹ càng luôn này anh chị nhá. Và cái thân mình ấy, hình của chú rồng thì được uốn lượn tri là làm chất liệu gỗ đấy nha anh chị, nhưng mà không kém là chú rồng thật đâu nhá, rất là mềm mại luôn, là đẹp luôn anh chị nhá. Vâng, sắc nét đến từng cái chi tiết một, từng cái móng vuốt một đây anh chị này, rất là sắc nét luôn, rất là kỹ càng luôn. Từng cái móng vuốt thì được làm rất là sắc nét này, rất là nhọn này, quá là tuyệt vời luôn này, rất là đẹp luôn. Từng cái dải mây đi đục rất là mềm mại luôn anh chị nha, như anh chị nhìn thấy đây, từng cái dải mây đây rất là mềm mại rồi. Nào, chú rồng này là chú rồng trên trời nha anh chị nha, chú rồng bay ấy. À, cái đuôi của chú này anh chị nhìn thấy chưa, tinh bông luôn, tỉ mỉ luôn nha anh chị nha. Này, em sẽ quay hết cái góc độ cho các anh chị có thể hình dung được tác phẩm này nè, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Em sẽ báo kích thước của tác phẩm này với chiều cao là 82 cm nha anh chị nhé. Chiều cao tính cả kỹ là 82 cm, ngang là 65 và chiều sâu cho tác phẩm này là 31 ạ. À, cái kích thước rất là ấn tượng luôn, hàng đục cái sắc nét rồi, quá là cứng bông rồi. Và những cái anh chị đã nhìn thấy cái viên ngọc bách xanh đây chưa ạ? Cái viên ngọc bách xanh đây thì bo tay cực kỳ là tròn này, và thể hiện cái vân gỗ rất là đẹp trên cái quả cầu này đây, cùng với cái âm dương thái cực ở trên này, điều hòa khí âm dương ở trong gia đình của mình, đồng thời là xua đuổi tà khí nha anh chị nhé, xua đuổi tà khí ạ, chấn trạch trừ tà cho gia chủ của mình. Và tác phẩm này có cái đặc biệt là chú ngọc ở chú rồng này thì vờn đến hai viên ngọc này anh chị nhé. Đây, một cái viên ngọc ở phía dưới chân của chú đây và một cái ở phía trên đỉnh đầu đây. Đấy, qua đây vân gỗ quá là tuyệt vời đấy, các anh chị nhìn thấy chưa, các anh chị đã nhìn thấy cái vân gỗ ở phía trên này, cái quả cầu này chưa, rất là đẹp nha anh chị nhá. Nét từng chi tiết một luôn. Đó. Em sẽ hơi xoay cái tác phẩm này để các anh chị có thể nhìn thấy được cái độ cân bằng của tác phẩm này này. Đấy, các anh chị đã nhìn thấy chưa, rất là đẹp luôn ạ. À, em xin được nhắc lại kích thước của tác phẩm này là chiều cao là 82 cm, chiều ngang là 65 và chiều sâu cho tác phẩm này là 31 cm anh chị ạ. Một tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc được chế tác trên chất gỗ bách xanh Mộc Châu còn rất là thơm luôn, và em đã xử lý rất là kỹ rồi. Thì sau đây em sẽ quay cái mặt đằng sau lại nhé, cho anh chị có thể nhìn thấy rõ được. Đây, đây chị có nhìn thấy cái mặt đằng sau đây chưa? Đây, mặt sau là một chút lũa đây nhé, một chút lũa phía phần này, nhưng mà đã xử lý rất là kỹ rồi, còn rất là sạch, làm rất là sạch sẽ luôn. Và vân gỗ thì quá là tuyệt vời, đây, phần vân gỗ ở đây quá là tuyệt vời luôn này anh chị này. Đây, các anh chị có nhìn rõ chưa? Vâng, và tác phẩm này em xin được báo giá cho các anh chị ạ. Em xin được báo giá cho tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc được chế tác trên chất gỗ bách xanh Mộc Châu này có giá là 6,5 triệu anh chị nha, 6,5 triệu chưa tính phí ship cho tác phẩm này. Làm rất kỹ, sắc nét tỉ mỉ, lại còn rất sạch sẽ luôn này anh chị này. Tỉ mỉ sắc nét đến từng chi tiết một luôn. Tác phẩm này thì em đã gắn sẵn trên một chiếc kỷ rồi, rất là đẹp luôn nha anh chị nha.
chỉ là 6.500.000 thôi cho một tác phẩm đẹp như thế này. Thì các chị đã biết thì dòng gỗ Bắc Xanh Mộc Châu cũng là một dòng gỗ có rất là có giá trị trên cái thị trường đồ gỗ rồi. Dòng gỗ Bắc Xanh Mộc Châu rất là có giá trị luôn nha anh chị nhá. Và để làm được một cái tác phẩm như thế này thì người nghệ nhân đã tốn rất là nhiều công rồi, nhiều công là đục chú rồng này, lại còn phải rất là tỉ mỉ, phải cẩn thận quật sạch đi để tránh làm gãy những cái vảy rồng nhá, vì nó rất là cưng bông luôn. Tác phẩm này rất là cưng bông, rất là đẹp. Và em xin được nhắc lại cái kích thước của tác phẩm này với chiều cao là 82 cm, ngang là 65, và chiều sâu cho tác phẩm này, chiều sâu cho tác phẩm này là 31 cm, có giá là 6.500.000 nha anh chị nhá. Và anh chị nào hữu duyên muốn sở hữu tác phẩm này của bên em, về hãy nhanh tay liên hệ ngay số điện thoại của tác phẩm của Nguyễn Hồng ạ, 0987336318, nhanh tay sở hữu những cái tác phẩm này về để mang lại sự thịnh vượng, mang lại những điều may mắn, sự may mắn trong công việc của mình. Vâng, làm cho căn nhà của mình thêm sang hơn, đẹp hơn. Vâng, đó là nhiều những cái tác dụng phong thủy của tác phẩm rồng này nha anh chị nhé. Một trong những cái tứ linh, một trong những linh vật ở trong tứ linh ở Long Ly Quy Phụng nha anh chị nhé. Và rồng là cái con vật mà đứng đầu trong tứ linh đấy. Vâng, rất cảm ơn các anh chị đã quan tâm cái video này của tượng gỗ Nguyễn Hồng ạ. Và hãy nhanh tay liên hệ ngay cho Nguyễn Hồng để sở hữu những tác phẩm này về. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh YouTube của tượng gỗ Nguyễn Hồng hãy nhanh tay nhé, nhấn đăng ký và theo dõi hàng ngày những cái tác phẩm mà tượng gỗ Nguyễn Hồng giới thiệu lên với các anh chị nhé. Xin chào các anh chị ạ.